ta 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 ta. Rồi, để đây chút xíu rửa sạch nó. Ký táo. Này là ký táo của em. Bước thứ hai này làm trái dừa gàng nè, cũng mua một chỗ luôn, cũng vô mình nó là trái dừa hấu. Rồi, trước mắt các bạn có thể thấy đó là hai món nha, dưa gan với là táo mà mình mua ngày hôm qua đó. Hôm qua mua về mà trễ quá, không có kịp, chỉ mới kịp rửa bảo lạnh nè, chưa có ăn, bữa nay mình mới ăn thử. Đây là cái món táo và dưa gan mình mua của một người bạn của mình, người bạn học chung. Bạn đó đăng trên Facebook á, có thấy không, thấy cái táo to không? To quá nhìn to ha. Nó mà nó hơi bớt xấu xí tí nhưng mà có vẻ nhìn nó ngon lắm nha các bạn. Hẹn nó bự nè. Đó, bàn tay tôi to vậy mà nó ha. Các bạn dùng được không? Một ký này tôi nhớ hình như có mười mấy ngàn à. Mười mấy ngàn được mà hai mấy trái. Mấy ngàn trái cũng nặng ha. Còn dưa gan, đó, dưa gan. Chỉ dưa gan. Ha. Đó, dưa gan thì hình như dưa gan là cũng 20.000 ký hay sao á. Trái này chà bá vậy nè, nó tròn do. Nó tròn như trái dưa hấu vậy đó. Hôm qua tôi mình đem về á, con mình tưởng là trái dưa hấu nữa chứ. Nó tròn vậy nè, nhưng mà đặc biệt cái loại này là dưa gan bột các bạn. Dưa gan bột thì nó không được ngon mà dưa gan dẻo xíu, nhưng mà nhìn bề ngoài có vẻ là hơi cũng còn ngon xíu nha. Giờ mình sẽ ăn cái món dưa gan trước. Rồi, cái gu đặc biệt của tôi á là tôi thích ăn dưa gan với là sữa nha. Đó. Dưa gan sữa ha. Cái này luôn. Cái này là sữa đặc có đường nha các bạn. Đặc có đường sữa Ông Thọ đó. Mình quen kêu là sữa Ông Thọ nha. Trời ơi, gửi lên hết luôn. Đã thiệt. Cái này bạn mua trong siêu thị có thôi, gì đâu. Sữa Ông Thọ này mua trong siêu thị có. Rồi, thêm miếng đường lên. Trời ơi, nó bày hay chưa ha. Tôi để đây nha, để nắp lại. Thêm miếng đường. Đã không? Chút xíu nữa thì cái link Facebook của bạn, của cái người bạn bán cái dưa này nè, thì tôi sẽ để dưới cái phần mô tả video nha. Các bạn muốn đặt hàng các bạn đó thì các bạn cứ việc liên hệ Facebook đó nha. Rồi đặt ở nhà chống dịch toàn đặt mấy món ăn về ăn không mà chưa thấy mập các bạn ơi, vẫn còn đang ốm. Giờ thưởng thức coi miếng nào ăn miếng này trước nha. Quá đã. Rồi, miếng này nó nhỏ quá, để tôi dứt miếng bự nha cho nó nhìn hấp dẫn chứ. Rồi đó, thấy chưa. Chết cha nhiễu sữa rồi. Ngon quá. Cái dưa này là dưa bột. Nó là dưa bột nhưng mà vẫn độ dẻo bạn. Ăn vô nó vẫn dẻo dẻo, ăn vẫn là ngon.
rất là ngon nha, thêm cái sữa với đường nó quyện vô, trời ơi mát cổ họng luôn. Đã, cái mùa trà nóng nóng này mà ăn này quá ngon rồi, thấy không? Ừ, ăn dơ quá ta. Đảo quá. Thêm bia nữa nha. Cái món này các bạn thấy có thể dầm dầm nước đá ăn được nữa. Nhưng mà cái gu mình không thích ăn vậy. Nhà mình thường ăn vậy nè. Hồi xưa là chỉ ăn đường thôi. Sau này đó, bà xã mình nó chỉ là ăn thêm với sữa sẽ ngon hơn. Và đúng rồi nha, thêm sữa vô nhìn nó ngon thiệt. Tôi lao cái. À dạ. Ngon quá. Mà muốn mới đường mới sữa rồi. Được rồi, thử đi. Đảo quá. Ngon thật là ngon. Nguyên một dĩa này là nửa trái rồi đó. Qua người ngớt rồi. Quá đảo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức tới cái món táo này nha. Cái này là mới có nửa một nửa thôi, tại để cho quý vị cho đẹp nè, ký nó khoảng hai mấy trái nha, trái to mà ăn với táo này thì phải ăn với cái muối. À đây là cái hũ muối nè, tôi đặt mua của một người bạn, họ làm sẵn ở dưới Long An á, họ làm sẵn nha, một bịch nó như hai mấy ba chục ngàn á, chắc được nửa ký. À, chế vô hũ ăn từ từ không có bị đen bị khô cho á. À, nhìn thấy ngon quá ha, ăn táo ăn mận gì chấm hết ý luôn. Để rồi coi trái lựa trái bự nhất nha. À, trái này nó xấu xí, nó bự mà nó vàng vàng nha, nhìn ha. Bạn cái người bán họ nói á, cái bạn người bán họ nói là cái đây là cái táo mà họ trồng ở nhà tự trồng như gan cũng vậy luôn. Để thử nha. Ngọt lắm luôn á. Ngọt quá. Mình nghĩ là ăn dưa gan với đường với sữa xong ăn cái món trái táo này sẽ chua bạn, nhưng mà nó vẫn ngọt nha. Rồi, ngọt lắm luôn á. Quá ngọt, cực ngon. Mình nãy tôi nghĩ tôi ăn xong rồi tôi thực nhớ là hay gì, đáng lẽ mình phải ăn cái trái táo trước, và ăn dưa gan sau, tại có đường nó sẽ làm cái này mất ngọt. Bây giờ ăn cái này sau, ăn dưa gan rồi có đường rồi, giờ ăn cái táo này mà vẫn cảm giác ngọt, mà không cảm giác chua, quá ngọt luôn. Táo quá ngon. À, muối cà quá. Quá ngon, quá ngon, ngọt quá. À, để không? Quá đã. Chấm với muối nữa. Ngọt mặn, ngọt mặn mặn. Có mùi ớt cay nó sướng. À, táo hình như là 15.000 ký, dưa gan hình như là 20.000, hay là dưa gan 15.000, táo 20.000 nhá, tôi nhớ đổi qua lại vậy đó nha. Có gì các bạn có việc liên hệ cái Facebook bạn đó, bạn hỏi nha. Thằng chèo mình mua gửi một người bạn mua giùm, thì cái phần của mình một ký táo cái trái dưa gan này là 50.000, quá chất lượng. Ngon quá.
Có ngon không? Tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái dĩa này, dĩa táo này, dĩa dưa gan này. Rồi, các bạn nếu mà muốn mua thì liên hệ Facebook nha các bạn ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nãy giờ. Bây giờ mình ăn tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.